Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị là chương trình thời sự của chúng tôi hân hạnh được sự góp mặt của anh Hoàng Nam từ Tu Vienna. Và chương trình thời sự của chúng tôi kỳ này là kỳ thứ 32. Chúng tôi xin dành trọn cái chương trình này để bàn về cái việc mà trong clip của cô Hoài Đăng mà đưa ra, trong đó có ông Hà Cao Thắng là chủ tịch của hội Kiên Giang Rạch Giá, về cái việc mà nói rằng là cộng đồng không có cho cái hội đoàn của ông Hà Cao Thắng làm cái lễ dỗ của cho ông Nguyễn Trung Trực nhân ngày 25 tháng 9 sắp tới. Xin tất cả ba thành viên để chào hỏi. Kính chào tất cả quý khán giả của chương trình thời sự. Tôi chào rất nhiều hôm nay cũng như các lần trước, xin gửi lời chào tất cả quý khán giả. Tôi Văn Tấn Thạch cũng xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin mời ông Hoàng Nam. Vâng, cảm ơn các anh đã mời Hoàng Nam tới đây ngày hôm nay. Đúng là người ta nói là có qua có lại nên mới tội lòng nhau sao. Trong những ngày cuối của mùa đông bắt đầu bước vào mùa xuân như thế này, mà thời tiết năm nay đặc biệt các anh biết anh thấy năm nay người ta vẫn có tình trạng ấm ướt như vậy, đúng không? Thì tôi không biết nó có quan hệ như thế nào với cộng đồng của mình hay không. Cộng đồng mình nó ấm ướt từ cả năm nay hơn rồi, không? Gió bão rồi, mưa gió bão bùng ở khắp nơi. Thời tiết bây giờ hiện tượng La Nina bắt đầu xuất hiện, mà tôi chỉ nghĩ là nó chỉ ảnh hưởng đến trên toàn thế giới thôi, chứ ảnh hưởng tới Việt Nam, tới nước Úc này đã ngập lụt trong suốt 3 năm liên tiếp rồi. Và năm nay thì người ta nghĩ là nó cũng bị ngập lụt như vậy. Nhưng mà anyway thì dù gì đi nữa thì sóng gió nổi đâu, tất cả mọi nơi đâu, nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta không bao giờ chúng ta muốn sóng gió nổi ra đến cộng đồng của chúng ta. Chúng ta xin được Hoàng Nam xin được chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Thế Sự. Mới thấm thoát rồi mà bác anh đã qua đến kỳ Thế Sự thứ 32 rồi. Quá nhanh chóng. Và tôi nghĩ là trong những kỳ thế sự tới, các anh không phải là tới 100 được, các anh chấm dứt, các anh phải tiếp tục mãi cho đến khi nào mà cái cộng đồng của chúng ta nó được ổn định. Qua xuyên của các anh thì tôi thấy là các anh đã đưa đến rất là nhiều cái thông điệp đến cho thính giả của đồng hương của chúng ta tại Sydney nói riêng và khắp nơi trên đất Úc cũng như là trên toàn thế giới, người ta có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tại nơi đây. Chứ nếu mà không đấy thì tôi nghĩ là đồng hương chúng ta Sydney người ta có thể hiểu rõ vấn đề. Đồng hương trên nước Úc họ có thể hiểu rõ vấn đề. Tuy nhiên đồng hương của chúng ta trên toàn thế giới đó, đôi khi có những người ta listening cho đây, họ nói ôi something wrong với cộng đồng bên này, rồi cộng đồng bên này phải như thế này thì kia nọ, tất cả này đều không nguyên do cả. Anyway, cảm ơn các anh đã mời tôi có mặt trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin nói lên tất cả cái sự thật trong cái việc mà lùm xùm về cái chuyện mà cái trường hội đoàn Kiên Giang Rạch Giá đã đăng ký xin hội cộng đồng New South Wales dành cho cái việc mà họ dỗ ông Nguyễn Trung Trực vào ngày 25 tháng 9 sắp tới. Chúng tôi muốn nói rõ ràng và đưa ra những cái điểm để quý vị thính giả thấy rằng khi mà cái clip Hoàng Đăng đưa lên và ông Hà Cao Thắng nói rằng là đã cộng đồng đã không có lấy cái quyền không cho họ làm cái lễ dỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Là thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu là ở bên cái hội của Kiên Răng Rạch Giá do ông Hà Cao Thắng làm chủ tịch đã book tới cộng đồng, mà chúng tôi nghe cộng đồng nói rằng là book ngày 25 tháng 9 để làm lễ dỗ cho ông Nguyễn Trung Trực. Nhưng mà cộng đồng cũng đã liên lạc với bên kia và nói rằng là xin lỗi cái hội vì cái ngày 25 tháng 9 là cái ngày mà cộng đồng đã ở trong sổ đã book để mà làm lễ dỗ cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì cộng đồng song song với cái việc đó đã đề nghị với phía bên hội Kiên Giang Rạch Giá
là thay vì ngày 25 tháng 9 trùng với ngày cái lễ giỗ của ông Nguyễn Văn Thiệu thì làm xin cái bên kiên đăng lịch giả có thể là dời trước đi một tuần, tức như là ngày 18 tháng 9 hoặc là sau một tuần, tức như là ngày 30 tháng 10. 30 tháng 9, mùng 2 tháng 10. Đó thì nhưng mà bên phía kiên đăng lịch giả cũng không có chịu, là dứt khoát phải làm ngày 25 tháng 9 mà thôi. Đây cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh rằng là trong cái clip của Hoài Đăng đó không nói rõ cái vấn đề là 25 tháng 9 cộng đồng đã book để mà làm lễ giỗ ông Thiệu, không có nói. Thành chỉ chứ người nào cộng đồng hay là những người dân đọc vô trong cái clip của Hoài Đăng là sẽ buông ra một cái câu phán đoán mà khỏi cần suy nghĩ là tại sao cộng đồng không dành ưu tiên cho cái hồi kiên đăng tịch giả để làm cái chuyện đó. Cái đó là lập luận mà không có nói sự thiệt. Đó là cái điểm đầu tiên xin thưa với tất cả quý vị khán thính giả. Và chúng tôi thì trình bày tới đây cái đã, rồi xin tất cả anh em có ý kiến. Thưa anh á, là như anh Hoàng Nam, anh Nhuận á, thì chúng ta đã cũng có một vài lần cái học là đã tham gia cái lỗ dỗ của ông Nguyễn Trung Trực, phải không? Dạ. Mà Nguyễn Trung Trực á, thì là ông đã qua đời vào tháng 10. Thì tại lý do nào mà hôm ngày 25 tháng 9 thì dạ, là cái bên của Nguyễn Trung Trực ra là đòi phải làm cái ngày 25 tháng 9. Mà trong khi ông Nguyễn Trung Trực đã qua đời cái tháng 10 và chúng ta đã tham dự nhiều cái buổi lễ hôm tháng 10 ở trong trung tâm truyền hình cộng đồng. Thì có cái gì nó ông quốc bên trong, tại sao họ phải bắt buộc họ phải đòi cái ngày 25 tháng 9? Mà cái ngày 25 tháng 9 đó là theo như anh biết, anh cho biết đó, là đã book, cộng đồng đã book và đã chuẩn bị cho cái đám giỗ của ông Thiệu. Dạ. Dạ. Tôi có ý kiến nhận thấy. Tôi thì cũng dân miền Tây. Vâng. Nhưng mà tôi Tây Vinh, còn Kiên Giang là Rạch Giá đó. Nhưng khi hồi Kiên Giang Rạch Giá lần đầu tiên ra mắt ở đây thì tôi có tham dự, và từ đó giờ hàng năm tôi đều có tham dự. Thì tôi nhớ được rõ ràng là ông Nguyễn Trung Trực đó, ông bị Pháp xử tử vào ngày 27 tháng 10. Thì những năm kia đều làm tháng 10 hết. Thì năm nay không biết vì lý do sao lại Kiên Giang Rạch Giá lại muốn đưa xuống một tháng, tức là 25 tháng 9. Mà cái điều đó nó lại đụng chạm với cái chỗ mà cái vị trí đã bút rồi, đã có người bút trước rồi, tức là làm lễ dỗ Tổng thống Diệp, Tổng thống Thiệu, xin lỗi. Nhưng mà cái anh trình bày lúc trước chút đó anh Thái, dạ, tôi thấy nó có cái lập lờ lắm á. Cô Hoài Đăng á, hay là bà Hoài Đăng gì đó, không chịu nói cái chuyện mà đã bút trước hay là cộng đồng có yêu cầu nếu dời lại trước một tuần hay là sau một tuần thì nó rất là tốt đẹp. Anh muốn làm dỗ trước một tuần, một tháng, bây giờ dỗ trước một tháng là một tuần thì cũng được. Mà giờ anh muốn làm dỗ một tháng mà một tháng trừ một tuần thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà gia đình Hoài Đăng thì nói lập lờ, và cái lập lờ đó nó phải là có một cái nguyên do nào đó. Ông Hà Cao Thắng là từng là chủ tịch cộng đồng ở đây. Ông Hà Cao Thắng cũng biết cái sự sinh hoạt của trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Mà ông Hà Cao Thắng dứt khoát tại ngày phải là ngày 24 và 25 tháng 9. Thì điều đó phải cho chúng ta những suy nghĩ. Nó từ nguyên nhân nào mà dẫn tới đó, có cái thế lực nào, có những quân sư nào ở đằng sau lưng đẩy ông làm để cho cộng đồng này càng ngày càng rắc rối thêm nên đó. Cái suy nghĩ của cá nhân tôi là vậy. Vâng. Anh Hoàng Nam, theo tôi suy nghĩ là anh với cái đài phải Tu Vina, anh cũng có từng tham dự cái ngày lễ ông Nguyễn Trung Trực, phải không anh Nam? Tôi biết cái đó rất là rành anh, nhưng mà cái điều là tôi xin lỗi các anh, xin lỗi thính giả, là tôi rất là ngạc nhiên bữa nay mấy anh nói tôi mới nghe, chứ tôi không có nghe cái chương trình của cái cô Hoài Đăng cái gì đó, tôi không ít khai coi những cái trang mạng đó. Nhưng có một cái điều bây giờ tôi mới thấy ra vấn đề là mình rõ ràng là chúng ta thấy nó có vấn đề. Vấn đề tại sao với cộng đồng của mình ở đây trong những cái lúc mà đang gấu ó với nhau như thế này, đang tranh tụng như thế này, thì rất là nhiều việc họ đã làm để cho nó hủy hoại cái tiếng tăm của cộng đồng ở đây rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như là tổ chức Long Tân nó cũng trùng ngày,
Mà bây giờ tổ chức cái gì kiên giang đánh giá, cái hội kiên giang đánh giá để mà tổ chức cho ông Nguyễn Trung Trực, nó lại là nó cũng trùng ngày với lại bên cộng đồng làm nữa. Tất cả đều mình thấy rõ ràng, thưa với quý vị thấy rõ ràng là đây nó có một cái âm mưu, phải không? Mà rõ ràng tôi thấy là nó lấp ló. Mà có chiếc nón, như tôi có lần tôi nói trong chương trình của tôi, lấp ló một cái nón tai bèo nào đó, nó muốn cố tình phá hoại cái cộng đồng của mình, nó không để cho cộng đồng ở đây nó yên ổn được. Anh Thắng, tôi nói với anh Thắng thế này nè. Anh là người dân, tôi nghĩ là anh rất là có học. Anh là PhD, anh là tiến sĩ này kia cái nọ. Sử dụng cái khôn ngoan của mình, sử dụng cái chất xám của mình để mình làm những cái việc gì mà nó tốt đẹp, đem đến cái sự ổn định cho cộng đồng, thì điều đó là điều đáng quý. Anh phải nhớ, nếu mà anh ở Kiên Giang Rạch Giá đó, thì anh phải hiểu là ông Nguyễn Trung Trực, ông rất là linh thiêng. Tôi có lần đi ngang qua đó, lúc mà tôi còn ở dốc sỏi của cái gì của Kiên Lương á. Ok. Thì có lần người ta, dân địa phương dưới đó, người ta nói với tôi là ông Nguyễn Trung Trực rất là linh thiêng. Ok. Mà hồi đó tôi cũng tin cái điều đó. Và tôi cũng tới đi ngang qua, tôi cũng vang vái để đem những điều tốt đẹp đến cho mình. Ok không? Mà rõ ràng là tôi thấy trong suốt cuộc đời của tôi được rất là nhiều điều tốt đẹp. Và hồi đó tôi có hưởng cái lộc của ông, và tôi có thể mang theo đến ngày hôm nay qua bên Đức Úc này. Mà chính những cái lời, những cái đó mà tôi vẫn gọi với thính giả của tôi là tôi hiện giờ tôi đang có trong người của tôi có một cái mà tôi đặt tên là con khí thập quả. Phải không? Là nó đều là quả là lửa mà, ở khắp mười phương hội tụ về. Bởi vậy cho nên tôi mới đặt gấp, may mắn của tôi đã thoát chết rất là nhiều. Kể cả qua Đức Úc này tôi cũng được may mắn cũng thoát chết rất là nhiều lần. Những lần mà lên top news của đài truyền hình số 9 là cũng tôi. Và đó là cái điều may mắn. Bởi vì tôi muốn nhắc cái đó cho các anh thấy rằng là ông Nguyễn Trung Trực, ông rất là linh thiêng. Đừng có những làm những cái điều gì trái ý nguyện của người ta. Đừng làm những cái chuyện gì nghe cái lời xúi dục của ai đó mà để làm cho nó bất ổn cái cộng đồng này. Là điều hoàn toàn, nó hoàn toàn phi lý. Và hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trời cao có mắt, rồi các anh sẽ thấy, các anh sẽ thấy liền. Hồi xưa ấy, thì quả báo nó đời này qua đời kia, bây giờ người ta là quả báo nhãn tiền, các anh sẽ biết liền. Chuyện gì cũng vậy, dưới ánh nắng mặt trời cái gì nó cũng đều soi sáng cả. Cho nên điều tôi muốn nói với các anh, đừng có hành động như vậy nữa. Tôi nghĩ là bà con của Kiên Giang Rạch Giá hơn ai hết, họ hiểu được cái sự linh thiêng của Nguyễn Trung Trực như thế nào. Và tôi biết là hầu hết tất cả những người đồng hương của Kiên Giang Rạch Giá đó, họ biết là cần phải làm cái gì, chứ không phải là qua một vài người các anh đại diện cho cái hội Kiên Giang Rạch Giá đó. Rồi anh tối ngày các anh mới đem tie up, lợi dụng cái sự bất ổn của cộng đồng, các anh càng ngày càng muốn siết cổ đưa cái thằng lạng vào trong cộng đồng nữa. Điều đó đều không nên làm. Thắng, không nên làm như vậy. Chú mày đã có nhiều lần đến lúc mà còn làm chủ tịch cộng đồng, chú mày đã đến studio của tao phỏng vấn rất là nhiều lần. Thắng, chú mày vẫn có nói là bây giờ mà không vừa làm mấy ổng thì mấy ổng bây giờ làm khó chịu này kia nọ, làm nó mày cũng điên đầu điên cổ này kia nọ. Biết như vậy đó, ok. Họ nói là chim không tìm cành mà đậu. Chứ đừng có mình mà là người có học, mình là người có trình độ, người là mình mang danh trong người là một tiến sĩ này kia, mình phải có cái suy nghĩ của mình. Đừng có nên đi làm tôi tới cho bất cứ một cái thế lực nào cả. Xuất hiện ở đằng sau những cái bóng ma chập chờn, nó sẽ trong tương lai nó sẽ làm hủy hoại cả một cuộc đời của mày. Tôi, chúng tôi như thế này nè, anh em chúng tôi như thế này, già hết tuổi rồi, không có còn mong ước gì bao nhiêu cả. Nhưng mà tương lai của những thế hệ trẻ như là chú em đó, nó vẫn còn rất là dài. Thắng, ok, phải suy nghĩ như vậy. Mình còn có con cái của mình nữa, hãy làm những điều đúng, đừng có phe phái, đừng có giống như là sinh hoạt có tính cách quạt đầu ẩn náu như thế này để làm những chuyện vì trả thù người này trả thù người kia, hay là phe nhóm bày đàn này kia nọ để làm tai hại cộng đồng này. Đã đến lúc không có nên làm cái điều đó, đã đến lúc làm những cái điều với lại cái tâm của mình, cho dù mặt mũi mình là cái này thế kia cái nọ, hay là các anh như thế này thế kia cái nọ. Ok, thì các anh biết là các anh chỉ bộ mặt bên ngoài thôi. Cái điều quan trọng là bên trong tâm hồn của các anh, bên trong tâm của các anh, trong các tất cả mọi người phải làm điều đúng, điều hướng thiện, thì cái mai kia mốt nọ mấy anh hy vọng các anh đã hưởng được những cái quả tốt trong cuộc đời của các anh và cho con cái của các anh sau này. Việc mà mình làm ông giờ dỗ ông của hội Kiên Giang Cạch Giá làm ông cho ông Nguyễn Trung Trực đó, thì dĩ nhiên là quý vị làm những cái điều đúng. Mà tại sao tôi mới nghe anh trình bày là ông Nguyễn Trung Trực ông quy tiên là tháng 10
mà bây giờ bằng lòng phải làm bằng ngay cái ngày tháng 9 này và ngay trúng ngay cái ngày mà cộng đồng họ đã tổ chức cái chuẩn bị tổ chức cái ngày lễ dỗ cho ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thật là các anh luôn luôn, các anh lúc lúc nào các anh cũng muốn treo cái thòng lọng cho cộng đồng này, các anh đổ lỗi cho cộng đồng này là tụi này bây giờ nó muốn đuổi tụi tôi, nó không muốn cho tụi tôi phải tổ chức vào cái ngày này, chứng tỏ là tụi nó là một cái phe phái của nó tạo ngày nó muốn ăn cướp với cộng đồng này. Điều đó nó hoàn toàn nó không đúng. Bây giờ anh đi ngay qua một cái bên khác mà anh có tổ chức cũng trúng cái ngày đó nữa. Đây là cái lần thứ hai nó lặp lại, hai lần như vậy, liên tiếp như vậy trong cái cộng đồng như thế này. Thì quý vị biết là tất cả nó đều có chủ đích của họ cả. Tại sao các anh không có làm trong tháng 10 hay là gần cái ngày mà ông Nguyễn Trung Trọng có mất, để nó có nhiều ý nghĩa hơn. Các anh coi hết tất cả những người đồng hương, những người kiên gian địch giá, họ là ngu dốt hết sao? Các anh muốn làm gì các anh làm, các anh muốn cho họ chết ngày nào chết, họ muốn cho họ sống hồi nào sống, muốn anh muốn làm dỗ như thế nào. Cha mẹ của các anh đó, tôi hỏi các mẹ này, cai mẹ của các anh là những người đẻ ra các anh đó, phải không? Đẻ ra chú mày đó, tới đây rồi chết tháng 10, rồi mày làm tháng 9, trong gia phả của trong anh em của bên họ có đứa nào có là lên tiếng để mà nói tại sao anh phải làm như vậy không? Làm như trên như vậy là đánh coi thường hết tất cả những đồng hương rạch giá, những người biết về ông Nguyễn Trung Trực. Mà tôi biết là những người đồng hương rạch giá đó họ rất quý trọng và họ rất kính nể ông Nguyễn Trung Trực gì đó. Bất cứ đi buôn bán đâu xa họ cũng đi ngang cái Nguyễn Trung Trực để họ cầu nguyện cho buôn bán được chóng lành, đem những cái đường tài lộc đến cho họ. Tất cả những người dân đồng hương dư rạch giá họ còn hồi trước cái thời năm 75 đó họ còn buôn bán đó, ai cũng làm gì làm chứ, ngay cả xe đò tôi ấy đi ngang qua đó họ cũng dừng lại để họ xuống họ bái lại ông Nguyễn Trung Trực, đi đến nơi về đến chốn. Mà bây giờ các anh chú mày đi làm ngược lại với lại cái ý nguyện của tất cả mọi người đồng hương kiên gian rạch giá để làm cái gì? Tất cả những người đồng hương rạch giá quý vị là quý vị đại diện cho họ, nhưng mà thật ra đại diện cho họ quý vị đâu có biết là người đồng hương rạch giá đã biết bao nhiêu người không? Họ điều hước họ biết nhiều hơn lịch sử, nhiều hơn chú mày nhiều. Thắng không nên làm như vậy, làm như vậy là mình đi ngược, làm như vậy là các anh cả một lần nữa các anh muốn triệt hạ cái cộng đồng này, muốn anh muốn đem chôn cái cộng đồng này, vì các anh đổ lỗi cho cộng đồng này là đấy đang cướp cái cộng đồng này, cho nên không có cho các anh đi quyền đi thuê cái trung tâm của cộng đồng đó. Điều đó tôi thấy nó hoàn toàn không đúng. Nam à, tôi thấy là nó có cái sự liên kết như thế nào. Bây giờ mình quay qua cái vấn đề ông Võ Nguyễn Trung Trực này, thì quay qua vấn đề hội cựu quân nhân mà làm lễ Long Tân đó, thì ngày 17, 18, 19, 20 ở đâu nhiều nơi họ cũng tổ chức vậy. Chúng tôi đi ở dưới Batman Bay ngày 18, cộng đồng làm ngày 20, thì cựu quân nhân cũng, hội cựu quân nhân ở đây cũng bắt buộc phải làm ngày 20. Anh thấy có cái sự trùng hợp không? Rõ ràng là chúng ta thấy như thế này, thưa quý vị. Cái bàn tay lông lá này đó, ở đây chúng ta đều biết cả, phải không? Họ đang leading hết tất cả. Họ đang leading những cái người mà quy định là yếu bóng vía. Họ cứ nghĩ là họ làm cái ngày Long Tân vừa rồi, họ nghĩ là ô cha, họ sẽ làm nó hoành tráng hơn nếu năm nay là như vậy. Rồi nhiều người sẽ ủng hộ cho họ. Nhưng mà quý vị, thật sự nó đâu có phải như vậy. Cho nên cái điều mà chúng ta đã trong lúc chúng ta tất cả những đồng hương, chúng tôi nói những cái điều này để cho để vạch trần hết tất cả. Chúng tôi muốn mở hết tất cả, tháo chỉ những cái cuộn chỉ đang rối cho quý vị, để quý vị có thể thấy cái nào đúng, cái nào sai. Quý vị bây giờ quý vị cần phải đặt câu hỏi với những người, tôi không nói riêng ông Hà Cao Thắng, với những người bên kia, những cái người mà tôi đã có lần tôi nói là lấp ló cái đầu dếp râu ở đâu đó, những thứ mà mình rất là sợ hãi để mình bỏ chạy cho đó, để cho nó cứ tiếp tục nó lít đi như thế này hoài thì cộng đồng mình nó sẽ đi về đâu. Đó là những điều mà chúng tôi trăn trở, đó là những điều mà lúc tôi nói chuyện với quý vị cũng thông cảm. Tôi phải lớn tiếng, tôi phải vận hết tâm óc của tôi để mà tôi có cái chuyển đạt lên cho tất cả quý vị, để quý vị có thể hiểu được. Cho nên quý vị phải đánh dấu hỏi, tất cả nó không có đơn thuần giống như người ta làm. Tất cả những người họ làm theo cái chỉ thị nào đó, họ đều có cái mục đích cả. Cho nên làm ơn, please, đồng bào của chúng ta, đồng hương của chúng tôi phải thấy rõ cái vấn đề và đặt vấn đề với họ. Xa lánh những cái kẻ mà nó là đem đến những cái cơn ác mộng cho cái cộng đồng của mình trong suốt hơn một năm trời vừa qua, mà vẫn bây giờ vẫn còn carry on, không bao giờ chấm dứt. Tôi có xin thưa một cái điểm này. Trước hết tôi xin
xin thưa chuyện với ông Hoàng Cao Thắng. Anh Thắng nè, anh á, dầu sao anh cũng nhỏ tuổi hơn tôi, dầu sao anh cũng là thuộc thế hệ thứ hai ở đây, mà tôi nghĩ rằng là cái thế tre già thì măng mọc, anh nhỏ tuổi nhưng mà anh học rộng, hiểu nhiều, học rộng, anh độ tới tiến sĩ rồi. Mà tôi nghĩ rằng là trong cái thời kỳ mà anh làm chủ tịch á, thì anh bị áp lực từ trên của mấy ông chủ tịch trên xuống, thì anh còn né họ. Bây giờ anh không có làm chủ tịch nữa, nhưng mà anh đã làm cái chủ tịch cái hội Kiên Giang Rạch Giá, mà anh lái cái hội Kiên Giang Rạch Giá đi theo cái trục đó, thì tôi nghĩ rằng là anh nên sử dụng cái tầm hiểu biết của anh, cái học vấn của anh, để đừng có dẫn dắt những cái đồng hương ở trong cái hội Kiên Giang Rạch Giá đi theo cái điểm đó. Vì sao mà tôi nói như vậy? Vì tôi nghĩ rằng là sau khi anh điêu với cộng đồng không được ngày 25 tháng 9 như anh mong muốn, thì anh qua bên Đồng Tâm, anh book họ và anh cũng vẫn làm ngày 25 tháng 9. Có cái điểm nào mà chứng minh rằng là 25 tháng 9 là ông Nguyễn Trung Trực qua đời với dưới cái bàn tay của thực dân Pháp không? Ông Nguyễn Trung Trực là qua đời ngày 27 tháng 10. Mà trong cái lịch sử của cộng đồng ở đây á, thì anh nếu mà anh coi lại cái clip là cũng đã làm tại trung tâm cộng đồng, là làm ngày 10 tháng 10 2015 đã làm như vậy, thì cớ vậy cớ hà gì mà anh book cho được ngày 25 tháng 9 để anh làm. Như vậy cái thứ nhất mà theo tôi nhận xét là khi mà anh làm tại Đồng Tâm 25 tháng 9 bên này cộng đồng dỗ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 25 tháng 9 là cái điều điểm đầu tiên là anh đã chia hai cái người mà tham dự rồi. Lại đương nhiên là cái những cái người ở trong cái hội Kiên Răng Rạch Giá là họ phải theo, họ đi theo, họ mến ông Nguyễn Trung Trực, họ đi theo của bên Đồng Tâm. Còn những cái người nào mà con dân Việt Nam Cộng Hòa thì đi theo để tỏ lòng biết ơn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đó là hai, chia hai cái con dân của New South Wales ra rồi. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai rằng là, thì tôi thưa với anh Hà Cao Thắng rằng là nếu mà anh mà hiểu biết nhiều thì anh cũng biết là cái lịch sử nó đã xảy ra như vậy rồi, thì anh cũng không nên vì cái áp lực nào đó mà anh làm cái chuyện đó. À, cho dù tôi nghĩ là cho dù áp lực gì mình cũng không thể chấp nhận được. Tôi thưa với Thắng, tôi nghĩ là tôi đang nói chuyện với Thắng đây. Thắng nói cho Thắng biết như thế này, Thắng không có ai điên khùng gì. Anh cũng muốn làm một cái tổ chức cho ông, cho dỗ cho ông Nguyễn Trung Trực thì anh cũng muốn có nhiều người tới tham dự chứ. Anh có điên gì anh tổ chức mà hai cái tổ chức nó lại đụng với nhau đâu. Anh biết không? Tôi nói sơ sơ thôi, một người đi buôn thôi, một người mở một cái ngang hàng, một cái gian hàng nào đó, bán Tết ở Quay Food với Karamata chứ vậy. Họ đâu có chữ lựa chọn hai bên gần sát với nhau đều là bán Tết ở Quay Food Karamata đâu. Anh thấy không? Rõ ràng như vậy. Tất cả đều thấy rằng là rõ ràng là việc làm của các anh, hành động của quý vị đó, nó hoàn toàn là nó muốn tạo thêm một cái conflict bằng mọi giá. Vì tôi biết là bên kia nó làm, mà tôi ghét cái cộng đồng này qua. Cái đám này là cái đám mà trong cái húi của tụi tôi, cái nhóm tụi tôi không có chấp nhận. Ok, bằng mọi giá tôi phải làm ngay cái ngày đó cho bỏ ghét chơi. Tôi một lần nữa tôi nói với anh Hà Cao Thắng, tôi nói cho anh nghe, vì tuổi đời anh vẫn còn, anh có dù bây giờ có học hàm học vị cái gì đó, ok, có PhD tiến sĩ này kia cái nọ đó, ở đây biết bao nhiêu người đáng cha ông của anh, họ cũng là luật sư, họ cũng là bác sĩ, nhưng mà họ cũng chưa có mở mắt ra được, họ vẫn đi còn mù mờ, đi trong con đường tối tăm, nó mới đem lại những cái disaster cho cái cộng đồng của mình. Anh còn trẻ, tôi đã nói đừng bao giờ đi theo con đường đó. Con đường đó nó đem đại họa không chỉ đến cộng đồng của mình, mà nó đem đại họa tới trên gia đình, danh tiếng của mình nữa. Đừng có làm cái hành động như vậy. Đừng có tổ chức những cái mà kêu là làm cho hả hội, là làm vừa lòng một cái số người nào đó. Ok. Để rồi mà họ đạt mục đích bao nhiêu cái tiếng tâm coi là tệ hại nhất đều đổ trên đầu của mình cả. Anh còn trẻ, cuộc đời anh còn rất là dài. Con cái của anh nó còn lớn lên, nó cũng phải tết với cái cộng đồng này. Đừng để cho người ta sẽ nhìn đó là đây là con của Hà Cao Thắng, no good, không có tốt, phải biết điều, phải biết làm, mình biết làm cái gì phải đúng,
phải biết gặp thời thế, thế thời phải thế nó mới đúng, phải thuận thiên mới đúng, thuận theo ý trời mới đúng, chứ đừng có làm theo cái kiểu ngông cuồng ta đây như vậy, nghe cái lời xúi dục cái bọn nào đó để mà làm conflict với lại cộng đồng, đem những cái damage cho cộng đồng, cho đó cho cảm thấy là cho bỏ ghét chơi, thì đó là một điều hành động một tôi đối viên cá nhân tôi đó, tôi nghĩ là vô cùng ngu xuẩn. Nam à, tôi thấy á thì mình cũng nên nghĩ lại nè, có khi nào là anh Hà Cao Thắng anh không có đọc lịch sử, hoặc là anh không biết là ông Nguyễn Trung Trực chết ngày nào, qua đời ngày nào, thành ra ông nghe một cái nhóm người nào đó nói là ông Nguyễn Trung Trực qua đời ngày 25 tháng 9, thành ra anh phải đòi cho được, thì có khi nào như vậy không, chứ mình đừng có nghĩ rằng anh là Thắng anh theo ai đó đó, nhưng mà vì anh bị đầu độc hay là anh không có đọc lịch sử, anh vì anh trẻ anh chưa có đọc lịch sử cho nên anh hiểu lầm ra ông Nguyễn Trung Trực qua đời ngày 25 tháng 9, anh nhuận nghĩ sao mà anh nghĩ cách, tôi nghĩ anh nghĩ cách rất là rộng rãi ngoài, phải không? Ông Hà Cao Thắng đang là hội trưởng hội Kiên Giang Rạch Giá, mà Kiên Giang Rạch Giá thì thờ Nguyễn Trung Trực, tức là ông phải biết cái người thờ là gì, chết ngày mấy, sinh ngày mấy, chết ngày mấy, tại sao mình thờ, tại sao linh thiêng như vậy, ông phải biết. Nhưng mà nói như anh em mình đã bàn nãy giờ đó, ông Nguyễn Trung Trực bị pháp xử tử ngày 27 tháng 10, nhưng mà ông Hà Cao Thắng và cái hội Kiên Giang dưới quyền của ông đó không biết có bao nhiêu người đồng ý với ông, nhưng mình lại gây ra cho cộng đồng một cái chuyện rắc rối, giống như là bên hội cụ nhân gây ra chuyện rắc rối cái ngày Long Tân vậy, làm cho trùng ngày, làm cho bỏ ghét, làm cho là cái. Cho nên anh Hoàng Nam á, có một người nào đó nói với tôi nha anh Hoàng Nam, cái bọn này á, là cái bọn này, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết rất ít, nhưng mà họ nói là bọn này là bọn Trouble Maker, tức là họ, bọn này muốn gây xáo trộn trong cộng đồng. Mà người đó chắc chắn là ông Hà Cao Thắng, là nếu ông theo cái đám đó là một phần tiếp tay thôi, còn phải có những cái tên quân sư những này kia đằng sau lưng Hà Cao Thắng thúc đẩy không. Tôi nói thêm một phần khác, tôi thấy ông Hà Cao Thắng khi bị cái áp lực gì đó lúc ông còn đang là tiền chủ tịch cộng đồng mà ông chảy nước mắt, ông khóc, tôi rất thương cái chuyện đó, tôi rất thông cảm chuyện đó. Nhưng bây giờ tự nhiên cái này ông lại gây, ông đã nắm cộng đồng rồi, ông biết cái khó khăn cộng đồng rồi, mà cái này ông lại làm gây cái trouble cho cộng đồng nữa, thì tôi không biết tại sao vậy, tại sao thay đổi 180 độ vậy. Thì cái đó tụi mình nói như ông anh Hoàng Nam nói vậy, mấy đôi dép râu, mấy đôi dép đang lú dưới chân kìa, mấy đám đó nó đạp ông này, đạp đứt ông này để ông này đi lên làm cái việc đó cho tụi nó, để cho cộng đồng mình tan nát hết. Cái đó là cái rất buồn, rất mà anh em mình chính như đó đó, già như anh em mình giờ này cũng phải ngồi đây, cũng phải kêu gọi, và kêu gọi thì dĩ nhiên là mình kêu gọi được đáp ứng một cách nồng nhiệt bằng cái ngày 26 rồi. Vậy thì tụi mình cứ tiếp tục anh Thành à, tụi mình tiếp tục anh Thái ha. Hoàng Nam ủng hộ tụi này. Vâng, tôi nghĩ thế này anh Thắng, tôi nói một câu kết thúc như thế này anh Thắng, Hà Cao Thắng. Ok, anh em mình cũng đã gặp nhau rất là nhiều. Hồi xưa dưới cái thời của anh Thanh là việc này kia nọ, thì chú mày vẫn tiếp tục cái hành trình đó. Và dĩ nhiên tôi dưới cái thời của anh Thắng, tôi vẫn đứng bên cạnh cái cành, làm rất là nhiều chuyện rất là hữu ích cho cái cộng đồng này, tôi biết như vậy. Ok, như nãy tôi đã nói, có lần anh cũng than vang, anh nói là làm sao mấy ông cứ đè đầu cởi cổ mình đại khái là như vậy để làm cho anh cảm thấy không có thoải mái. Nhưng có điều mà tôi muốn nói với anh Thắng một lần cuối cùng nữa. Thắng, chú mày phải hiểu là ông Nguyễn Trung Trực ông rất là linh thiêng, làm ngược ý của ông sẽ bẻ cổ tụi bay. Tôi nói trước cho tụi bay biết như vậy đó, và nó sẽ di lụy trong những lời lần về sau này trong cuộc đời của mình, của những đứa mà làm những điều trái ngược như vậy đó, con cái mình, gia đình mình không ngóc đầu lên nổi đâu. Hãy nhanh chân sám hối đi. Nếu mà Hoàng Nam là Hà Cao Thắng đó, thì tôi sẽ hủy bỏ cái bữa mà ông đã bút ở đâu rồi mà ông đã làm cùng ngày đó, cái địa điểm nào đó đó. Mà tôi nghĩ là cái địa điểm nào mà anh tổ chức cái đó đó, nó cũng liên đới tới. Ok,
đó, nó cũng ông Nguyễn Trung Trực, ông rất là linh thiêng. Tôi đã lập lại cái anh bị tất cả những đồng hương đặt giá ai cũng biết cái điều đó cả. Đừng đai đi ngược lại những người quá cố, mà đặc biệt là những người mà đã có hy sinh cho quốc gia vì đại nghĩa như vậy, họ không tha cho các anh đâu. Đừng có nghĩ là ngày hôm nay rồi mà mình muốn là người trẻ rồi mình muốn làm gì làm. Nam nói nữa. Mà cái việc mà chính yếu mà theo cá nhân tôi muốn nói ra đây để tất cả quý đồng hương, nhưng nhất là những cái đồng hương mà ở trong cái hội kiến răng địch giá này, biết rằng là nếu một khi mà anh Hà Cao Thắng đã chọn ngày 25 tháng 9 mà làm đó, thì anh Hà Cao Thắng cứ làm theo cái ý nguyện của mình. Nhưng mà cái điều tôi yêu cầu anh Hà Cao Thắng là phải giải thích rõ ràng bút cộng đồng được hay không được, vì lý do như thế nào mà cộng đồng muốn cho bút, phải nói rõ trên cái Facebook của cô Hoài Đăng cho toàn thể dân người ta biết, chứ không thể lập lựng mà đánh lần con đen như thế này để làm gì? Để bôi xấu cộng đồng, để nói xấu, để gây chia rẽ đối với đồng hương, đối với ban chấp hành. Đó, đó là cái điểm tôi muốn nhấn mạnh. Khi anh Hà Cao Thắng chấp nhận cho cô Hoài Đăng phỏng vấn ở trên đó mà đưa ra cái điểm đó, nhưng mà không nói rõ ràng cái việc mà tại sao cộng đồng không có cho ngày 25 tháng 9 vì như thế nào, không nói, mà chỉ nói rằng là không cho, rồi kết luận lại là cộng đồng đã không có giúp đỡ những cái hội đoàn để bút để làm những cái lễ giống như lễ Nguyễn Trung Trực đấy. Đó, ý tôi đồng muốn nói như vậy. Nói sang gần nói xa, tôi thưa với lại thính giả của Thế Sự, tôi xin thưa với thính giả của ngay cả chương trình của chúng tôi, và đặc biệt là tôi cũng xin thưa với lại những đồng hương Kiên Giang, Rạch Giá, quý vị đều hiểu biết vấn đề nó như thế nào cả. Nếu mà quý vị là hội viên của hội Kiên Giang, Rạch Giá đó, thì quý vị cần phải lên tiếng thẳng thừng với lại các ông chủ tịch của quý vị, bởi vì họ làm một cái điều mà nó đi ngược lại những cái điều mà chúng ta mong muốn, thì cái người đó họ đại diện chúng ta để làm cái gì? Và tôi xin thưa với anh, đáp là cái lời của anh Thái đó, thì rõ ràng họ đang thi hành một cái mission, một cái chỉ thị, và phải cần làm như vậy đó để nó làm damage cho cái đám cộng đồng ở đây, mà những cái người đó họ đang ra sức để mà dẹp tan cái cộng đồng này mà không được, bây giờ cần thêm một đốm lửa nữa, góp nhiều đốm lửa ra để thổi đốt cháy cái nhà này nó càng sớm càng tốt. Đó là ai cũng biết cả. Từ nó xảy ra những cái vụ như là Long Tân, tôi thưa với quý vị, hồi cái chương trình 31 đó, tôi có nghe các anh đề cập tới cái việc mà chào cờ ở trên Long Tân đó. Tôi mới vào tôi mới coi, chứ thật ra tôi không biết. Tôi vào tôi coi thì thiệt quý vị, tôi nhìn cái đó tôi hỏi ơi, tôi thấy đứng trước tôi nghĩ là trên cái hàng quân bữa đó, mà tôi thấy có những cái clip mà trước đây đã đăng rồi đó, thì toàn là những người đeo những bảng huy chương, những cái medal đầy ở trên ngực. Những người tốt nghiệp từ trường sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Đà Lạt cho đến Thủ Đức. Không biết sau này họ ra làm gì tôi không biết. Họ ra có thể là đứng gác cầu, nào gì, họ làm chi khu là gì đó, tôi không cần biết. Nhưng cái điều dù ít dù nhiều đi nữa đó, họ cũng biết theo cái nghi thế thức là chào cờ là cái gì. Sống với cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, cho dù là những học sinh của trường tiểu học, ai cũng biết là chào cờ như thế nào. Những đứa trẻ được đứng ra làm cái lễ chào cờ, nó sẽ biết làm như thế nào. Cái lúc mà cờ quốc ca vừa hát lên thì nó biết kéo như thế nào, cho đến khi chấm dứt cái bài quốc ca thì cái cờ nó phất phới tung bay trên cái ngọn cờ. Ai cũng biết cái điều đó cả. Và người ta đứng, tất cả mọi người đều suy tôn cái lá cờ đó. Tôi nói với các anh, đây là cái lá cờ thiêng. Chúng ta đi ra nước này, chúng ta mang theo quê hương và mang theo cái lá cờ ở trong tâm của chúng ta nữa. Các anh làm những cái việc mà tôi thấy là nó không có giống ai. Mới đầu tôi coi cái clip của tôi nghĩ rằng là ồ, chắc là ai mà làm Photoshop ấy, hay là ai mà làm fake, gọi là làm giả đó. Ok. Thì tôi mới dòm, tôi lật qua lật lửa, tôi nói ủa sao mình stupid cái độ mà cái đây là cái tên video nó đang chạy mà tôi có lật qua lật lại cho nó ngược lại được đâu. Ấy vậy mà tôi dòm lại, tôi không tin rằng đó là sự thật. Mà lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của tôi thấy cái hình ảnh đó. Cái lá cờ mà đang
chào cờ, cái bài quốc ca nổi lên mà lá cờ được kéo xuống. Các anh qua bên đất nước này, các anh bỏ cộng sản chạy rồi, bây giờ các anh muốn chạy đi đâu mà anh kéo lá cờ xuống rồi các anh bỏ chạy nữa? Các anh đi ra đâu, đi ra biển bên đài à? Chạy theo đế quốc Mỹ. Tôi không hiểu, nhưng mà nhưng có một điều quan trọng như thế này nè, tất cả trong đó hàng ngũ trong đó là toàn là cựu quân nhân không à. Tôi không đi nói xấu cựu quân nhân nha, ok, mà tôi rất là cảm thấy rất là khó chịu khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó. Cái điều quan trọng mình muốn nói đây là tại sao các anh trước khi mà các anh public trên cái đó, trên cái video này đây đó, một các anh không biết, không nghe, không thấy gì là, hay là các anh ngay cái bữa mà các anh hiện diện ở trong cái bữa đó các anh cũng không thấy luôn sao? Mà các anh để cho đi phát tán ở trên mạng internet như vậy, đi loan tỏa khắp mà mọi nơi như cái đó, làm rất là nhục nhã cho người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi anh, cái đó có cố ý không vậy? Cố ý phát tán ra để mà bôi xấu quân nhân không vậy? Bởi vì những bởi vì thứ nhất tôi khổ một nỗi anh này là những cái thằng mà nó leader trong đó nó leading nó xúi dục mấy người làm đó, những người đó nó không biết chút hiểu biết gì cả. Nó không có biết cái gì về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nó chả có biết gì cả. Mà chính nó là những thằng hưởng rất là nhiều ơn mưa máu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà nó ignore, không cần biết, nó giảm lên tất cả mọi dư luận, nó không biết. Cho nên nó biết đâu, tôi nghĩ là nó cố tình nó làm như vậy để sỉ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ vậy tôi mới hỏi anh đó. Cái đây là sỉ nhục, để cho nó cái tụi dư luận viên, cái tụi mà bên kia, những người mà đối đầu với mình á, nó nhìn vào nó kêu, nó phỉ nhổ trong mặt mình. Nó nói tụi bay là tụi bay là của Việt Nam Cộng Hòa đó. Vậy mà tụi bay làm lễ chào cờ của tụi bay như thế này, phải không? Cái trình độ tụi nó là vậy đó. Bởi vì cho nên rõ ràng là mình thấy một cái điều vô cùng sỉ nhục. Mà tại sao các anh trong đó nhiều người tôi thấy cũng có vài người tham gia trong đó là cũng để vỗ ngực, mà những người mà phát biểu trong đó là từng nhiều người mà họ đã làm việc với cộng đồng này cả mấy chục năm rồi. Cái sự xuất hiện của họ lúc nào nó cũng đem thêm tai tiếng cho cộng đồng cả, mà tôi biết họ vẫn tiếp tục họ làm gì đó. Và ngày hôm nay họ xuất hiện trong cái buổi chào cờ đó, anh em. Và trước cái sự việc nó xảy ra như vậy đó, mà họ vẫn để nguyên cho một cái người nào, tôi biết cái người làm audio đó, cái người làm video đó, họ để họ cứ như là họ đuôi họ không có mắt, họ để bên đó đưa cái đó. Gặp mình, gặp những người mà đàng hoàng là biết cái đó là sai rồi. Ok, ngồi xuống nói cái anh nào quay video làm ơn cái hình ảnh này bỏ đi, đừng có đăng lên. Vậy mà vẫn để cho người ta đăng lên, chứng tỏ các anh là một lũ mà tôi nghĩ là không có biết cái gì cả, đem tới cái sự nhục nhã cho cái lá cờ của mình. Nó chạm đến tự ái của chúng tôi, nó chạm đến tự ái của tất cả những người dân, người Việt tị nạn ở trên đất nước này và trên toàn thế giới. Hỏi một cái mà mấy ông ở đây gọi là cái thành trì chống cộng, làm một buổi lễ chào cờ mà cái kiểu mà ngày công dân ơi quốc gia đứng lên đáp lời sông núi, mà cái cờ cái kéo xuống như thế này. Lại cờ gì, lại cái cờ gì, cái làm đó là người ta lễ gì, mình chỉ có lễ thượng kỳ với hạ kỳ thôi. Thì đặt cái câu hỏi cho cái video vừa rồi là lễ gì, có phải là lễ hạ kỳ không? Anh em, cái điều nó hoàn toàn nó sai trái. Các anh phải quỳ xuống, các anh trước vong linh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, các anh làm những cái điều sỉ nhục, các anh phải quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người. Và đặc biệt các anh còn có cái hành động mà tôi dòm nó thấy tôi hay biết đó. Các anh phải quỳ xuống anh xin lỗi những người chiến sĩ của nước Úc này, họ đã hy sinh cho các anh có cái ngày hôm nay. Đáng lý là cái buổi lễ đó, ok, là phải vinh danh những người chiến sĩ của quân đội Hoàng gia Úc, những người đã tham gia bảo vệ cho tự do của miền Nam của mình, phải không? Các anh phải suy tôn của họ, các anh phải chào cờ, cái lá cờ của Úc nó đi lên trước. Mình đang ở trên đất nước của họ mà, phải không? Mà mình làm những cái điều đó, mình không sợ, mình không thể mặt mũi các anh ở đâu. Các anh toàn là tá với quý không mà, phải không? Nói là tôi nghe tá với quý, tức là tôi nghe là tôi còn suy tôn các anh đó. Các anh phải nói là các anh là toàn tá với dí không thôi. Tá với dí để sử dụng cho con trâu. Anh biết con trâu mà khi mà nó đi ngoài dưới cài ruộng đó, họ bị tá với dí là bên phải bên trái, nói cho con trâu đi ngay bên nhiêu thôi. Người ta dí ta dí dí. Cái thằng mà một đồng nó ngồi nó đi cài trâu thì các anh không phải là tá với quý, mà các anh là tá với dí mới đúng nghĩa vậy. Không phải tôi mạt sát các anh, mà thật sự là như vậy. Các anh phải chịu những cái lời bàn tán của tất cả những người dân về những hành động của các anh làm. Hãnh diện gì tá với quý để làm cái gì? Đi xuống trâu, đi xuống dưới đi về vườn, đi xuống dưới ruộng, leo đi con trâu và hô lên tôi là tá với dí, con trâu nó mới đi. Cảm ơn các anh.
Anh Thái còn gì nữa anh Thái? Ví dụ mà... Thì cảm ơn anh. Khoan cho tôi hỏi anh, nhưng mà tôi lặp lại cái chuyện anh Thái. À, cái chương trình của cái clip của Hoài Đăng á, thì hầu như lúc đầu tôi đã thưa đó, là rõ ràng cái lập lờ rồi, nó có mang cái lập lờ chứ không phải là cố ý lập lờ, chứ không phải là vô tình đâu. Cho nên là cái việc mà ông Hà Cao Thắng đó, cũng là cố ý lập lờ luôn, như cái câu nói trong đó đó. Thì cái đó thì anh Hoàng Nam cũng đã phân tích, anh Thạch đều cũng phân tích, và tôi nhắc lại cho anh em, nhắc lại cho mọi người khán thính giả biết là hãy nhìn những cái lập lờ đó, hãy đánh giá những cái suy nghĩ của những người đó, và hãy đọc mà nghĩ ra họ nói đen á là trắng đó, họ nói trắng là đen đó, tức là họ nói ngược không đó, gọi ngược thì thật không đó quý vị. Tôi có ý kiến như thế. Tôi thì tôi để cái thay cái phần mà kết cái kỳ 32 này đó, để tôi xin thưa quý vị như thế này. Thì chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ những cái gì mà mấy ông đã nói không thiệt, mà để đầu độc cái dư luận, để đầu độc cái sự suy nghĩ của tất cả các đồng hương ở đây, nhất là những đồng hương mà trong cái hồi kiên răng rịch giá đó. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái hồi kiên răng rịch giá này á, mà làm lễ dỗ tổ Nguyễn Trung Trực á, thì khi mà bút để dỗ Nguyễn Trung Trực á, là mấy ông đã có cái hầu ý rồi. Không phải là mà nếu mà có hầu ý á, thì nói rõ cái hầu ý ra cho cái đồng hương người ta biết, đằng này không nói mà cứ đổ lỗi cho các anh chấp hành mà thôi. Tôi không hiểu là mấy ông đó muốn cái gì, mà tôi chỉ nhắc lại một cái điểm là xin ông Hà Cao Thắng là phải nghĩ lại những cái điều mà ông đã làm khi mà ông qua ông bút bên cái hồi trung đồng tâm để mà ông làm cái lễ dỗ, là ông đã đi theo cái kế hoạch mà vạch sẵn của những cái người mà muốn đổ lỗi phá hoại cộng đồng rồi. Thành thì xin quý vị, tất cả quý vị đồng hương là hiểu cho chúng tôi là cái ban thế sự chúng tôi có nói khi nào có nói rõ ràng và nói sự thiệt, không có thêm không có bớt. Tuy rằng có hơi to tiếng nhưng mà không có phải sự to tiếng đó là mạt sát hay là làm cái gì, nhưng mà cái nói to tiếng để chứng tỏ rằng là mình nói những cái sự thiệt mà không có nói sai trái hay là nói cái gì đó, thì xin quý vị đồng hương hiểu cho chúng tôi là như vậy. Vâng, trước khi các anh đi nhờ cho tôi nói một câu, vì thì bây giờ anh vừa mới nói đó, tôi bước thêm mà biết thêm một cái sự kiện nữa là ông Hà Cao Thắng là chủ tịch của hội Kiên Giang Rạch Giá vậy đó. Bây giờ bước qua ông làm tổ chức ở bên Đồng Tâm. Dạ. Tôi thưa với các anh em ở bên Đồng Tâm là nơi các anh mình thờ tổ. Mà tổ của mình không có bao giờ chấp nhận những cái sự gian dối đó cả. Cho nên đem tổ chức một cái sự kiện mà nó không có đúng cái trình tự của nó đó. Vâng. Thì nó vào trong cái nhà thờ tổ để cho làm cho quăng ố thêm cái nhà thờ tổ mà thôi. Cho nên các anh phải suy xét lại. Và nếu mà ông chủ tịch bên của hội Kiên Giang Rạch Giá họ làm không đúng, hay là nếu mà những người mà đồng hương là hội viên của hội Kiên Giang Rạch Giá đó họ làm không đúng, thì chúng ta quý vị phải lên tiếng correct ông để cho ông đúng. Chứ không có phải đừng có a thần phù rồi cái người ta chủ tịch rồi người ta nói cái gì rồi mình cũng nghe. Chú mày hậu sinh khả úy, tao biết như vậy, nhưng mà chú mày làm cái điều đó nó không đúng, nó cười nó đầu nó không có sai. Làm để làm cái gì? Để conflict với lại cái bên cái cộng đồng họ đã tổ chức cái ngày đó rồi bút cho tranh găng cổ lên bút cho được cái ngày đó, để rồi thì có cái cớ để mà đem lên để mà phỉ báng của cộng đồng, là đem cái tiếng xấu cho cái cộng đồng là không có cho các anh làm lễ này kia cái nọ. Một lần nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là hãy suy nghĩ lại, quý vị cái đồng hương Kiên Giang Rạch Giá, quý vị suy nghĩ lại, send tới ông Hà Cao Thắng một cái message. Quý anh em ở trong nhà thờ tổ, send tới quý anh một cái message. Những cái điều này nó không thích hợp ở những cái nơi trang nghiêm như là trong nhà tổ như thế này. Không có thể đi ngược lại những người anh hùng của dân tộc như vậy. Họ đã đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc giành nước và giữ nước như thế này, thì đừng có nên làm những cái điều trái ngược với họ. Một lần nữa tôi nói với anh, ông Nguyễn Trung Trực, riêng cá nhân tôi được biết,
là ông rất là linh thiêng. Đừng có để ông phải trừng có những cái hành động mà gọi là nó trừng phạt các anh, các anh sẽ thấy trong tương lai sau này không xa. Cảm ơn anh. Dạ, thưa quý vị, thì theo như trình bày hồi nãy giờ đó, thì chúng ta thấy là kể từ khi mà cộng đồng bị kiện cho đến bây giờ, nó xảy ra nhiều cái chuyện, mà những cái chuyện đó là đem lại cái tiếng xấu cho cái ban chấp hành cộng đồng, đem lại mà dường như nó được sắp đặt, nó có lớp lan hết anh, mà sắp có lớp lan hết từ cái chỗ nhân viên cộng đồng, rồi từ tới chỗ tổ chức ngày tăng rồi 19 tháng 6 rồi ngày, rồi tổ chức rồi ngày dỗ Nguyễn Văn Trực, đại khái như vậy. Và trong tương lai tôi nghĩ rằng á còn nhiều cái chuyện yes. nhiều chuyện nó sẽ đi theo cái chiều hướng này. Đúng rồi. Để cho cộng đồng tới khi nào cộng đồng banh thì thôi. Đó. Thì tôi nghĩ là tất cả đồng hương chúng ta biết được cái sự việc này để mình thấy rằng là ai là những người xây dựng cộng đồng và ai là những người đang muốn cho cộng đồng chúng ta banh. Thì đó. Và cảm ơn anh, và rõ ràng là chúng ta thấy là tôi đã có lần tôi nhắc và tôi nói trên làn sóng của tôi đó. Rõ ràng mà quý vị cũng như đồng hương chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới những cái chuyện gì xảy ra, những nơi mà có đông đảo người Việt cư ngụ như bên Hoa Kỳ đó, nó cũng bị cái tình trạng này. Ở những nơi nào khác ở bên châu Âu nó cũng lấp ló những chuyện này. Ở bên Canada nó cũng lấp ló những chuyện này. Ở Đức Úc này thì hiện tại chúng ta không nói, chúng ta không biết, nó lấp ló cái hình ảnh của một chiếc nón tai bèo, một cái đôi dép râu lững thững đang bước vào trong cộng đồng của mình để làm cho cộng đồng của mình tan nát. Đó là điều ai cũng thấy cả. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó, cho nên quý vị nhìn có một cái nhìn rất là trong sáng để chúng ta có thể kết nối với nhau, chúng ta ngồi lại với nhau, và chúng ta dĩ nhiên là chúng ta phải đứng cùng có một chuyến tuyến để bảo vệ cho cái cộng đồng này về sau, không phải là cho chúng tôi mà cho tất cả những thế hệ trẻ sau này. Dạ, chương trình chúng tôi cũng đã dài, thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả cái sự lắng nghe của tất cả đồng hương. Và chúng tôi cũng xin nói rằng là chúng tôi mong chờ những cái sự feedback của tất cả quý vị, dù là đồng chiều hay là trái chiều, chúng tôi cũng đón nhận những cái ý kiến đó để cho cái chương trình của chúng tôi một ngày một tiến bộ hơn, và để cho cái cộng đồng chúng ta nó có cơ hội để nó ổn định như là những ngày trước đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Thế sự của chúng tôi. Chúng tôi xin cá nhân tôi cũng vậy, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi Lê Văn Thái cũng xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và nhân đây thì chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả quý vị nào mà có cái đồng chí hướng với chúng tôi, tất nhiên là bảo vệ cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, thì xin quý vị tiếp tục ghi số phone gọi vô cho chúng tôi để chúng tôi ghi danh quý vị vào cái đoàn thể mà mình để hỗ trợ cho cộng đồng và bảo vệ cộng đồng. Xin chào tất cả quý vị. Vâng, và thưa quý vị, sau cùng thì thưa quý vị, chúng tôi biết là quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những cái chương trình thời sự các kỳ kế tiếp, và mỗi lần mà xuất hiện Hoàng Nam ở trên cái chương trình này đó, thì tôi biết bởi vì bản chất của tôi là người ăn to nói lớn, và chúng tôi nhìn cái vấn đề nó rất là sòng phẳng, cho nên nếu mà có vấn đề gì mà quý vị không có vừa lòng thì tôi mong quý vị thính giả thông cảm cho. Và tất cả chỉ điều muốn vấn đề duy nhất là cho cộng đồng của chúng ta ở đây nó ổn định. Mặc dù là phía trước biết bao nhiêu những người anh em trong cộng đồng trẻ họ đang phải gian nan, đang phải đối đầu với những cái vấn đề rất là nguy kịch đến với cộng đồng của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Cho nên mời gọi tất cả quý vị hãy đúng, nếu mà quý vị thấy đã chúng tôi đã và đang làm đúng thì quý vị hãy hỗ trợ cho các cái chương trình như thế này. Vâng, xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả.